Cô chào các em học sinh khối 11 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Hôm nay, cô giới thiệu các em bài 9, câu lệnh Ibsen trong Pascal. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có: phần thứ nhất, câu lệnh Ibsen dạng thiếu. Phần thứ hai là câu lệnh Ibsen dạng đủ. Và cuối cùng là bài tập vận dụng. Mời các em chú ý lắng nghe. Kem ghi phần 1, câu lệnh Ibsen. Thì cú pháp của câu lệnh như sau. Ở dạng thiếu là Ib biểu thức điều kiện. Rồi gen, câu lệnh. Chấm phẩy. Ở dạng đủ là if điều kiện gen, câu lệnh 1. Else, câu lệnh 2. Chấm phẩy. Thêm chú ý là trong các biểu thức này thì điều kiện là biểu thức logic nhận một trong hai giá trị là true hoặc false. Còn câu lệnh một, câu lệnh hai là một câu lệnh trong Pascal. If, then và else được gọi là các từ khóa. Cô nhắc lại này. Điều kiện là biểu thức logic nhận một trong hai giá trị là true hoặc false. Câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh trong Pascal. Còn if, then, else được gọi là các từ khóa. Và chú ý tiếp theo này là chữ L không được có dấu chấm phẩy. Nhớ là trước lệnh L thì không được có dấu chấm phẩy. Cái thứ hai nữa này, sau L và gen. Sau L và gen mà có hai câu lệnh trở lên thì phải đặt các câu lệnh đó trong cặp begin end chấm phẩy. Em nhớ nha, sau gen và sau else mà có hai câu lệnh trở lên thì phải đặt các câu lệnh đó trong cặp begin end chấm phẩy. Về hoạt động của câu lệnh if then như sau. Ở dạng thiếu thì bước 1 là tính giá trị của biểu thức điều kiện. Bước 2 là kiểm tra giá trị của biểu thức điều kiện. Nếu mà máy tính kiểm tra mà thấy điều kiện là đúng thì thực hiện câu lệnh. Rồi sau đó là thoát khỏi câu lệnh if. Còn nếu điều kiện mà trả về giá trị là sai thì sẽ thực hiện thoát khỏi câu lệnh if luôn. Cô nói lại này. Hoạt động của câu lệnh if then dạng thiếu như sau. Bước 1 là tính giá trị của biểu thức điều kiện này.
Khi tính giá trị của biểu thức điều kiện này, nó sẽ trả về một trong hai giá trị là đúng hoặc sai. Nếu đúng, thì sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khóa gen, rồi thoát khỏi câu lệnh if. Còn nếu máy tính kiểm tra mà thấy điều kiện này trả về giá trị là sai, thì sẽ bỏ qua câu lệnh luôn và thoát khỏi if luôn. Tức là gì? Nếu điều kiện sai thì câu lệnh này không được thực hiện nữa mà sẽ thoát khỏi câu lệnh if luôn. Hoạt động của câu lệnh if then ở dạng đủ. Bước 1 là máy tính thực hiện tính giá trị của biểu thức điều kiện. Nếu thấy giá trị của điều kiện là đúng, thì sẽ thực hiện là câu lệnh 1. Rồi sau đó thoát khỏi câu lệnh if. Còn nếu mà thấy giá trị của biểu thức điều kiện là có giá trị là sai, thì sẽ thực hiện câu lệnh 2. Thực hiện câu lệnh 2 sau từ khóa else rồi mới thoát khỏi câu lệnh if. Cô nhắc lại hoạt động của câu lệnh if then dạng đủ như sau. Đầu tiên là máy tính thực hiện là tính giá trị của biểu thức điều kiện. Đây là bước thứ nhất này. Bước thứ hai là kiểm tra giá trị của biểu thức điều kiện. Thì khi kiểm tra là nó sẽ trả về một trong hai giá trị. Nếu biểu thức điều kiện mà trả về giá trị là đúng, thì sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa gen, rồi thoát khỏi câu lệnh if. Còn nếu biểu thức điều kiện trả về giá trị là sai, thì sẽ thực hiện câu lệnh 2 sau từ khóa else, rồi thoát khỏi câu lệnh if. Các em sử dụng câu lệnh if then để viết câu lệnh rẽ nhánh trong trường hợp sau. Ví dụ thứ nhất này, viết câu lệnh rẽ nhánh kiểm tra học sinh thi đậu hay không. Biết rằng nếu điểm thi là D mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì thi đậu. Thế thì đối với bài toán này, các em phải xác định được điều kiện là gì. Thì trong bài toán này, điều kiện là điểm thi D lớn hơn hoặc bằng 5. Đây là điều kiện. Câu lệnh sau gen là thông báo thi đậu. Còn câu lệnh sau eo là thông báo không đậu. Từ đó mà các em viết được câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu như sau. If D lớn hơn hoặc bằng 5, then Roy thi đậu. Và câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ là if D lớn hơn hoặc bằng 5, then Roy thi đậu. Ngược lại, eo Roy không đậu.
Phim ghi ví dụ 2. Viết câu lệnh rẽ nhánh kiểm tra số nguyên N là số chẵn hay số lẻ. Để làm được bài này thì trước hết các em phải xác định được số chẵn là số như thế nào và số lẻ là số như thế nào. Thế thì như các em đã biết, số chẵn là số chia hết cho 2. Và trong Pascal, để kiểm tra xem số có chia hết cho 2 hay không, chúng ta sử dụng hàm mod. Mod là phép chia lấy phần dư. Ở đây, n mod 2 bằng 0, có nghĩa là n chia cho 2 mà số dư bằng 0, thì nó là số chẵn. Còn trường hợp là số lẻ là số không chia hết cho 2. Có nghĩa là phép chia là n chia cho 2 lấy phần dư mà giá trị của phần dư là khác 0, thì là n là số lẻ, hay còn gọi là số không chia hết cho 2. Tức là gì? N mod 2 mà khác 0 thì n là số lẻ. Như vậy, trong bài toán này, điều kiện chính là n mod 2 bằng 0. Câu lệnh sau gen là thông báo n là số chẵn. Còn câu lệnh sau eo thông báo n là số lẻ. Từ cái việc phân tích bài toán như vậy thì chúng ta sẽ có câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu như sau. If n mod 2 bằng 0, then write n là số chẵn. If n mod 2 khác 0, then write n là số lẻ. Còn đối với câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ thì bài toán này được viết như sau. If n mod 2 bằng 0, then write n là số chẵn. L write n là số lẻ. Các em sang ví dụ số 3. Viết câu lệnh rẽ nhánh cho phát biểu sau. Nếu delta là D mà nhỏ hơn 0, thì thông báo phương trình vô nghiệm. Ngược lại, tính và đưa ra màn hình nghiệm x1 bằng trừ b cộng căn delta tất cả trên 2a, x2 bằng trừ b trừ căn delta tất cả trên 2a. Như vậy, đối với bài toán này, trước hết các em phải xác định được điều kiện là d nhỏ hơn 0, tức là delta nhỏ hơn 0. Câu lệnh sau gen là thông báo phương trình vô nghiệm. Còn câu lệnh sau eo là tính nghiệm x1 được gán bằng trừ b cộng căn delta tất cả chia cho 2a. x2 được gán bằng trừ b trừ căn delta tất cả trên 2a.
Sau khi thực hiện tính thì thông báo phương trình có nghiệm là x1, x2 và đưa ra cái nghiệm x1, x2 này ra màn hình. Và các em thấy rằng sau L sẽ có 3 câu lệnh. Câu lệnh thứ nhất là tính nghiệm x1. Câu lệnh thứ hai là tính nghiệm x2. Và câu lệnh thứ ba là thông báo nghiệm x1, x2 ra màn hình. Vì sau L có 3 câu lệnh nên phải đặt các câu lệnh đó trong cặp begin and chấm phẩy. Và các câu lệnh như vậy trong Pascal được gọi là câu lệnh ghép. Và cái đoạn chương trình viết về câu lệnh if then là được viết như sau. If d nhỏ hơn 0, then write phương trình vô nghiệm. L begin. X1 được gắn bằng trừ b cộng căn delta tất cả trên 2a. Delta là d đó các em nhé. Còn x2 được gắn bằng trừ b trừ căn delta tất cả trên 2a. Và câu lệnh thứ ba là write x1 bằng x1 chiếm 8 chỗ và 3 chữ số thập phân. X2 là bằng và x2 chiếm 8 chỗ và 3 chữ số thập phân. Rồi sau đó là n chấm phẩy. Như vậy toàn bộ cái câu lệnh trong cặp begin n chấm phẩy này người ta gọi là câu lệnh ghép. Và các em nhớ rằng sau l hoặc sau gen, sau l hoặc sau gen mà có hai câu lệnh trở lên thì phải đặt các câu lệnh này trong cặp begin n chấm phẩy. Ở đây, sau gen chỉ có một câu lệnh nên chúng ta không viết chúng ở trong begin end chấm phẩy. Mà ta thấy rằng sau L có 3 câu lệnh nên viết toàn bộ các câu lệnh này trong cặp begin end chấm phẩy. Các em nhớ rằng là begin và end này khác với begin và end dấu chấm. Begin này là begin bắt đầu của câu lệnh ghép, còn end này là kết thúc câu lệnh ghép. Còn begin end chấm cặp đó là cặp là của phần thân chương trình. Begin yeah, begin ở trong cái phần đó là bắt đầu của thân chương trình, còn end chấm là kết thúc phần thân chương trình. Còn trong cái phần này thì begin end chấm phẩy này là bắt đầu của một đoạn lệnh hay còn gọi là bắt đầu của câu lệnh ghép. Còn end này là end kết thúc của câu lệnh ghép. Bây giờ các em sang cái phần là minh họa bài toán tìm nghiệm của phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Trong đó A khác 0. Bài toán này chúng ta sẽ minh họa trong 4 bước. Bước thứ nhất là xác định bài toán. Bước thứ hai là viết thuật toán. Bước thứ ba viết chương trình. Và bước thứ 4 là chạy chương trình.
Các em ghi bước 1, xác định bài toán. Xác định bài toán chính là xác định input, output của bài toán. Thì trong bài toán này, input là gì? Input chính là các số thực ABC. Vì sao? Bởi vì muốn giải được cái phương trình này thì chúng ta phải biết được A bằng mấy, B bằng mấy và C bằng mấy. Và các giá trị này là muốn biết được bằng bao nhiêu thì chúng ta phải nhập nó vào từ bàn phím. Thì input chính là các số thực ABC. Còn output là các số thực x thỏa mãn phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Như vậy, chúng ta đi tìm cái gì thì cái đó chính là output. Ở bài toán này, chúng ta đi tìm nghiệm x của cái phương trình bậc 2 này. Và nó là nghiệm hay không thì nó muốn là nghiệm ấy, thì nó phải thỏa mãn được cái phương trình này. Và output chính là các số thực x thỏa mãn phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Như vậy là các em có thể tìm được x hoặc không tìm được x. Nếu không tìm được x thì có nghĩa là phương trình vô nghiệm. Còn chúng ta có thể tìm được x là trong trường hợp là tìm được giá trị là hai nghiệm phân biệt, hoặc tìm được nghiệm kép tùy vào cái giá trị ABC mà các em nhập vào từ bàn phím. Bây giờ chúng ta sang bước 2 là thuật toán. Thì đầu tiên là thực hiện nhập ABC. Sau khi nhập được ABC thì thực hiện tính giá trị của biểu thức delta. Delta ở đây chính là D. D được gắn bằng B bình là B nhân B trừ 4 nhân A nhân C. Sau khi thực hiện tính được giá trị của D thì máy tính sẽ thực hiện kiểm tra biểu thức điều kiện là delta có nhỏ hơn 0 hay không. Nếu mà thấy là delta nhỏ hơn 0 là đúng thì sẽ thực hiện là thông báo phương trình vô nghiệm và kết thúc, tức là thoát khỏi cái câu lệnh if luôn. Còn nếu thấy delta nhỏ hơn 0 mà sai, delta nhỏ hơn 0 mà sai thì có nghĩa là delta lớn hơn hoặc bằng 0. Mà nếu delta lớn hơn hoặc bằng 0 thì sẽ thực hiện là tính nghiệm x1 được gán bằng trừ b cộng căn delta tất cả trên 2a. Còn x2 là được gán bằng trừ b trên a trừ đi x1, hoặc trừ b trừ căn delta tất cả trên 2a. Thế tại sao x2 lại được gán bằng trừ b trên a trừ đi x1? Bởi vì theo định lý VS, x1 cộng x2 là bằng trừ b trên a. Khi đã tìm được x1 rồi, tức là tính được x1 rồi, thì x2 nó sẽ bằng trừ b trên a trừ cho giá trị x1. Còn nếu các em không thực hiện cách này thì các em sẽ tính x2 là được gán bằng trừ b trừ căn delta tất cả chia cho 2a. Trường hợp nào các em làm cũng đúng hết. Thì sau khi thực hiện tính x1 và x2 sẽ đi sang cái bước là thông báo nghiệm của phương trình rồi kết thúc. Thì đây chính là sơ đồ khối của thuật toán giải phương trình bậc 2. Các em hãy vẽ cái sơ đồ khối này vào trong vở. Cô nhắc lại này. Bước 1 là thực hiện là nhập ABC.
Sau khi nhập ABC thì thực hiện là bước 2 là tính giá trị của biểu thức delta. Delta ở đây ký hiệu là D. D được gán bằng B bình trừ 4 AC. Sau khi thực hiện tính delta thì sẽ thực hiện kiểm tra biểu thức điều kiện delta. Nếu thấy delta mà nhỏ hơn 0 là đúng thì thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc. Còn nếu delta nhỏ hơn 0 mà sai thì sẽ thực hiện tính giá trị nghiệm x1 được gán bằng trừ b cộng căn delta tất cả chia 2a. Còn x2 thì được gán bằng trừ b trên a trừ cho x1. Và sau đó thực hiện bước tiếp theo là thông báo nghiệm của phương trình rồi kết thúc. Các em sang bước 3 là viết chương trình. Câu lệnh đầu tiên là câu lệnh khai báo tên chương trình là giải phương trình bậc 2 bằng từ khóa program. Tiếp theo là câu lệnh khai báo thư viện CRT là bằng từ khóa use. Câu lệnh tiếp theo là khai báo các biến A, B, C, D, X1, X2 có kiểu dữ liệu là kiểu số thực real. Và begin này là bắt đầu của thân chương trình. Các em cũng viết là end chấm kết thúc thân chương trình luôn. Rồi sau đó các em ấn enter. Từ begin ấn enter để khoảng trống viết tiếp các khẩu lệnh tiếp theo. Trong chương trình này là chúng ta thiếu mất cái câu lệnh là xóa màn hình kết quả. Các em ghi thêm vào nhé. Script, câu lệnh xóa màn hình kết quả rồi chấm phẩy. Em ghi thêm câu lệnh đó vào. Còn câu lệnh này là đưa ra màn hình dòng chữ là nhập hệ số A khác không, A bằng. Và câu lệnh này là cho nhập giá trị từ bàn phím cho biến A. Tương tự với biến B, biến C cũng vậy. Roy nhập hệ số B, read B và Roy nhập hệ số C, rồi read C. Thì sau khi có ABC, thực hiện viết tiếp câu lệnh là D được gán bằng B nhân B trừ 4 nhân A nhân C chấm phẩy. Sau đó viết cấu trúc câu lệnh if then. If D nhỏ hơn 0, then phương trình vô nghiệm. Như vậy biểu thức điều kiện chính là D nhỏ hơn 0. Câu lệnh 1 chính là write phương trình vô nghiệm. Còn câu lệnh 2 là các câu lệnh này. Vì sau L có 4 câu lệnh, ở đây có 4 câu lệnh, nên phải đặt chúng trong cặp begin end chấm phẩy. Và begin này là bắt đầu của cái câu lệnh ghép sau L. Thì begin là cái câu lệnh đầu tiên sau cái begin của câu lệnh ghép này là thực hiện tính giá trị của nghiệm x1 được gán bằng trừ b cộng căn delta tất cả trên 2a. Còn x2 này được gán bằng trừ b trên a trừ cho nghiệm x1. Còn
Câu lệnh này là đưa ra màn hình thông báo. Phương trình có hai nghiệm. Còn câu lệnh này là thông báo nghiệm X1 và nghiệm X2. Ở đây X1 chiếm 8 chỗ và 3 chữ số thập phân. Còn nghiệm X2 là chiếm 8 chỗ và 3 chữ số thập phân. Và N này là N chấm phẩy kết thúc của câu lệnh ghép sau L. Còn lệnh này là lệnh dừng màn hình cho xem kết quả. Và kết thúc chương trình là N chấm. Em hãy chép toàn bộ cái chương trình của giải phương trình bậc 2 này vào vở cho cô. Trong quá trình chép, em không hiểu chỗ nào, em lại hỏi, cô sẽ giải đáp. Và toàn bộ chương trình giải phương trình bậc 2 là được viết trên màn hình Turbo Pascal như thế này. Và phần này chính là phần câu lệnh ghép. Giờ sau các em sẽ thực hành, cô sẽ nói trên cái màn hình Turbo Pascal. Bây giờ chúng ta sang bước tiếp theo là chạy chương trình. Ở bước này chính là các em thử chương trình với các bộ input tương ứng để chúng ta xác định xem cái chương trình chúng ta viết đúng hay là sai. Thế thì trong thực tế, các em giải phương trình bậc 2, các em thấy rằng là sẽ có các trường hợp là phương trình vô nghiệm, phương trình có nghiệm kép và phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thế thì muốn biết là chương trình chúng ta viết đúng hay là viết sai thì các em sẽ thử với các bộ input tiêu biểu. Và trường hợp thứ nhất là các em thử với chương trình là bộ input để cái phương trình này xem có vô nghiệm hay không. Ở ngoài thực tế thì các em tính là thấy nó vô nghiệm, nhưng chúng ta xem chúng ta chạy là trong chương trình này chúng ta chạy chương trình nó có vô nghiệm hay không. Thế ở trường hợp này là các em sẽ thực hiện nhập A bằng 5, B là nhập bằng 6 và C nhập bằng 7. Thì sau khi nhập xong, các em ấn Enter, các em thấy là chương trình trả về kết quả là phương trình vô nghiệm. Như vậy đã đúng ở trong trường hợp thứ nhất. Đối với trường hợp thứ hai là chúng ta thử chương trình với bộ input là để phương trình sẽ có hai nghiệm phân biệt. Và chúng ta thử là chúng ta vẫn nhập A bằng 0, B lúc này nhập bằng 3 và C nhập bằng trừ 2. Thì sau khi nhập xong, các em ấn Enter thì thấy rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt là x1 là bằng 0.4 và x2 là bằng trừ 1. Ở đây, x1 chiếm 8 chỗ và có 3 chữ số thập phân là 4, 0, 0. Và ở trường hợp này, x2 cũng vậy, chiếm 8 chỗ và có 3 chữ số thập phân là 0, 0, 0. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là các em chạy chương trình với bộ input là để ra kết quả là phương trình có nghiệm kép. Và muốn ra kết quả như vậy thì các em nhập là A bằng 1, B bằng trừ 2, C bằng 1. Thì chúng ta thấy phương trình là có hai nghiệm giống hệt nhau, là nghiệm là x1 bằng 1 và x2 cũng bằng 1. Hai nghiệm này người ta gọi là nghiệm kép.
Như vậy nghiệm giống nhau được gọi là nghiệm kép. Thế thì sau khi chạy chương trình với 3 bộ input tiêu biểu như thế, thì chúng ta thấy rằng là chương trình đều cho ra kết quả đúng. Như vậy là chương trình đã viết đúng. Còn nếu chương trình mà cho kết quả sai so với thực tế, thì các em lại phải quay lại. Quay lại cái màn hình Turbo Pascal này để các em sửa chương trình sao cho đúng với thực tế thì mới thôi. Thì cái quá trình mà chúng ta làm như vậy được gọi là thử nghiệm, hay còn gọi là hiệu chỉnh đó. Tức là chúng ta chạy thử chương trình với các bộ input tiêu biểu. Nếu thấy chương trình đúng thì chúng ta giữ lại chương trình đó. Còn nếu thấy sai thì chúng ta phải sửa lại chương trình đúng sao cho là chạy đúng với thực tế. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, các em phải nhớ được lệnh rẽ nhánh ở dạng thiếu là if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Còn lệnh rẽ nhánh ở dạng đủ là if điều kiện then câu lệnh 1, else câu lệnh 2. Và các em chú ý là sau trước else là không được có dấu chấm phẩy. Còn sau then và sau else mà có hai câu lệnh trở lên thì phải đặt chúng trong cặp begin end chấm phẩy. Và trường hợp này người ta gọi là câu lệnh ghép. Ở cái câu lệnh dễ nhánh dạng thiếu cũng vậy các em nhé. Nếu sau gen mà có hai câu lệnh trở lên cũng phải đặt chúng trong cặp begin end chấm phẩy này. Em lưu ý những vấn đề đó cho cô. Thế thì về nhà, em thực hiện làm các bài tập sau. Bài tập thứ nhất, cho biết kết quả hiển thị lên màn hình của đoạn chương trình sau. Và A.B.Max 2.work, tức là lúc này khai báo A.B.Max là kiểu work. Và A được gắn bằng 100, B được gắn bằng 5 và max ban đầu là được gắn bằng A. Câu lệnh if then được viết như sau. If B lớn hơn A, then max được gắn bằng B. Write số lớn nhất là max, tức là đưa cái số lớn nhất này ra màn hình. Và các em hãy cho cô biết là trong các đáp án này thì đáp án nào là đáp án đúng? Đáp án A sẽ hiển thị ra màn hình là số lớn nhất là max. Đáp án B hiển thị là 100. Và đáp án C là hiển thị số lớn nhất là 100. Và đáp án D là hiển thị là số lớn nhất là 5. Như vậy các em về nhà nghiên cứu cho cô xem đáp án nào là đáp án đúng đối với cái chương trình này. Câu 2, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì? Và A, B, 2.integer. A được gắn bằng 5, B được gắn bằng 2. Nếu if A lớn hơn B, then write A cộng B. Thì với đoạn chương trình này sẽ cho ra kết quả nào trong các kết quả sau đây? Đáp án A, 7. Đáp án B, A cộng B. Đáp án C, 5 cộng 2. Và đáp án D là không in gì cả. Em hãy chọn một trong đáp án này.
Câu 3. Em viết câu lệnh dễ nhánh để tính giá trị của biểu thức y bằng 1 cộng với căn bậc 2 của x cộng 2 chia cho x cộng 1. Và biểu thức được z là bằng x bình cộng b bình cộng y bình trong trường hợp là nếu x bình cộng y bình nhỏ hơn bằng 1. Z được bằng nhận giá trị là x cộng y nếu x bình cộng y bình lớn hơn 1 và y lớn hơn hoặc bằng x. Và Z nhận giá trị là 0,5 nếu x bình cộng y bình lớn hơn 1 và y nhỏ hơn x. Ở bài 2 này là khó hơn vì lúc này biểu thức logic là có hai cái biểu thức logic hay còn gọi là hai biểu thức điều kiện. Ở đây là trong trường hợp là Z nhận giá trị là x cộng y nếu x bình cộng y bình lớn hơn 1 và y lớn hơn bằng x. Và Z nhận giá trị là 0,5 nếu x bình cộng y bình lớn hơn 1 và y nhỏ hơn x. Thì đây là hai biểu thức điều kiện trong cùng một câu lệnh. Các em hãy suy nghĩ và làm các bài tập này về nhà. Buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Các em về nhà nhớ học thuộc lý thuyết của bài này để giờ sau các em thực hành. Đồng thời, các em làm trước các bài tập mà cô yêu cầu. Nếu có chỗ nào không hiểu thì các em hỏi cô.